6. Theo thống kê, Pháp là đội tuyển có giá trị chuyển nhượng cầu thủ cao nhất World Cup khi tổng giá trị hơn 1 tỷ bảng, với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại những câu lạc bộ lớn của châu Âu. Và rõ ràng, Pháp được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch World Cup 2018 tại Nga, không phải là nhận định quá bất ngờ. Trở lại với trận mở màn chiều nay, Pháp sẽ có trận đấu hết sức dễ dàng trước đại diện của châu Á là Australia. Và người hâm mộ đang chờ đợi một trận đấu có tỷ số cách biệt thuộc về những chú gà trống Gora. Như đã biết, Pháp không có được phong độ tốt nhất ở những trận đấu giao hữu trước thềm World Cup. Cụ thể hơn, ở trận giao hữu cuối cùng trước khi hành quân tới Nga, họ chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước đội tuyển Mỹ, cái tên không được tham dự World Cup năm nay. Trước đó, Jack Mann và đồng đội đã có được 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua ở 6 trận giao hữu. Nhưng khách quan đặt lên bàn cân, họ vẫn được đánh giá ở cửa trên so với Australia. Nhắc lại, đội bóng đại diện của châu Á cũng phải nhờ đến may mắn mới có được ở vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay. Chi tiết hơn, Australia chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 trên bảng B. Tại vòng bảng cuối cùng của khu vực châu Á và buộc phải đá trận playoff khu vực với Serbia. Và ở hai lượt trận đó, Australia chỉ đi tiếp nhờ đánh bại đối thủ ở hiệp phụ với tỷ số 2-1. Ở trận đấu lượt về trên sân nhà, trước đó hai đội hòa nhau 1-1 ở lượt đi trên sân khách. Rồi đến trận playoff với Honduras, Australia mới có chút dấu hiệu tiến bộ khi đánh bại đội bóng khu vực với tỷ số 3-0 sau hai lượt trận và chính thức có tấm vé tới Nga. Trong những trận giao hữu trước thềm World Cup, Australia thi đấu tương đối tốt với 2 chiến thắng trước Hungary và Cộng hòa Séc, còn lại là 1 trận thua trước Na Uy và 1 trận hòa trước Colombia ở 4 trận đã đá. Nhìn chung, Australia đã có được sự chuẩn bị tốt cho World Cup. Tuy nhiên, so với những đối thủ đã đụng độ ở trận giao hữu, Pháp là cái tên ở đẳng cấp hoàn toàn khác và Australia gần như không có cơ hội để giành điểm. Nhắc lại, Pháp mang tới Nga đội hình có chiều sâu với nhiều tài năng đang thi đấu ở những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại. Và cho dù độ tuổi trung bình của Pháp là tương đối trẻ, nhưng kinh nghiệm trận mạc tại các giải đấu lớn của họ lại tỷ lệ người